Hello, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em quay trở lại về channel của mình. Là mình Soccer đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục kiếm lãi trên cái con ứng dụng Showtime Game 3 anh em ơi. Thì mục đích của mình ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ đến tất cả anh em người mới cái phương pháp, gọi nó là cái phương pháp tính điểm phiên anh em ạ. Thì mình ra rất là nhiều cái clip về cái phương pháp tính điểm phiên rồi, nhưng mà quan trọng là những anh em người mới và chưa xem được clip cũ của mình ấy, thì anh em có thể xem lại cái video mới của mình. Và anh em có thể xem tầm khoảng 1-2 lần. Nếu mà anh em không hiểu thì anh em có thể xem nhiều lần, đúng không ạ? Thì nếu khi anh em xem đến khi nào mà nó hiểu thì thôi nhá. Thì anh em người mới thì anh em cần phải chăm xem video cho mình. Thì anh em mới có thể tích lũy được nhiều cái kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? Chứ anh em lười thì thật sự mà nói thì anh em sẽ không thể nào mà chiến thắng được cái bộ môn tài xỉu, đúng không nhá. Thì khi mà anh em chơi tài xỉu ấy, thì không phải là lúc nào anh em cũng ăn đâu, đúng không ạ? Hôm nay anh em hút tầm khoảng là 5M, ngày mai anh em hút tầm khoảng là 1-2M thì cũng tạm thôi, em nhá. Chứ không phải là lúc nào anh em cũng ăn liên tục như ngày hôm nay, ngày mai thì nói chung là nó sẽ khác, em nhá. Anh em cần phải chơi theo cái khả năng của anh em có khả năng em chơi như nào thì nó phải tùy theo cái khả năng chơi của anh em ạ. Chứ không thể nào mà ngày hôm nay cầm với mức vốn tầm khoảng 5M mà lãi tầm khoảng 5M, ngày mai cũng thế thì làm gì có chuyện đấy anh em ạ. Thứ nhất, anh em chơi thì anh em chơi có lãi là được rồi, anh em ạ. Đấy, nhiều hay đá ít ấy là nó cũng tùy theo khả năng của anh em. Anh em kiếm được 1-2 triệu với mức vốn là 5M là nó cũng khá là ổn nhá. Ví dụ ngày hôm nay anh em kiếm được tầm khoảng là 6-7 triệu thì ngày mai anh em kiếm được tầm khoảng 2-3 triệu thì cũng được rồi anh em ạ. Chứ lòng tham con người với anh em thì nó rất là vô đấy. Nhưng mà anh em cần phải khống chế một chút thì mới có thể giữ vững được, mới có thể kiếm được lãi trên cái bộ môn tài xỉu này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cầm với mức vốn ở đây là 8M để mình chia sẻ cho anh em người mới, chủ yếu người mới đó, với kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu theo cái tính điểm phiên anh em nhá. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào nhá. Anh em muốn chơi được theo cái phương pháp tính điểm phiên ấy thì anh em sẽ bật cho mình cái thống kê phiên nhá. Đó, khi mà anh em bắt theo kiểu xíu ngò mà nó không được thì anh em có thể chuyển sang cái tính điểm phiên thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà anh em vẫn chơi được theo cái phương pháp xíu ngầu ấy thì mình khuyên anh em là anh em nên chơi theo xíu ngầu. Vì cái phương pháp xíu ngầu thì nó sẽ hơn hẳn cái tính điểm phiên anh em nhá. Và hôm nay thì mình đã vào check rồi. Khi mà mình chơi theo cái xíu ngầu ấy thì nó không ổn định lắm anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ chuyển sang cái tính điểm phiên để mình chơi nhá, để mình kiếm lãi anh em ơi. Rồi, bây giờ anh em có thể xem này. Thì đây là cái khung mà anh em cộng trừ nhá. Thì mình sẽ để cái khung nhỏ đây để cho anh em dễ hiểu về cái phương pháp này anh em nhá. Ở đây là 12 này, 12 cộng với 2 tức là nó ra 10, 14 anh em, 14 trừ 12 thì nó ra là 2 anh em ạ. 2 thì theo cái cầu thuận nó phải là ok, không kịp anh em ạ, không kịp bên xỉu luôn anh em ạ. Không kịp bên xỉu anh em ạ. Vào rồi nhưng mà nó không kịp anh em ạ. Thì đành chịu thôi anh em ạ, vì nói chung là hôm nay là giới thiệu với anh em về cái phương pháp này thôi nhá. Thì nhiều anh em là không biết anh em ạ. Nhưng anh em theo dõi kênh của mình lâu rồi thì chắc chắn anh em sẽ biết rồi. Nhưng mà anh em người mới thì chắc chắn là không biết về cái phương pháp này anh em nhá. Nên là mình sẽ giới thiệu nhiều hơn về cái phương pháp tính điểm phiên này cho anh em nhá. Ok nhá, tiếp tục nhá bạn. Rồi, 8 cộng với 3 tức là nó ra 11 nhá, 11 trừ 5 thì nó còn là 6 anh em ạ. 6 thì theo cầu thuận ván này phải là xỉu anh em ơi. Thì ván này mình sẽ vào tầm khoảng là 3M nhá. Ok, mình sẽ vào 3M. Hiện tại còn 5M anh em ạ. Rồi. Chơi thì anh em cần phải giữ bình tĩnh nhá. Đặc biệt là anh em người mới thì anh em không có cái chút kinh nghiệm gì thì anh em cần phải bình tĩnh. Trước khi anh em chơi game thì anh em cần phải tìm hiểu qua rất là nhiều. Không riêng gì cái kênh của mình thôi, anh em cần phải tìm hiểu rất là nhiều cái kênh. Và anh em tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn thì anh em sẽ có cái ghi có thể chiến thắng được cái bộ môn tài xỉu như vậy. Tài xỉu thì nó rất là bịp, nhưng mà anh em chỉ cần chú ý một chút thôi là anh em sẽ chiến thắng được anh em nhá. Ok anh em ơi, vào tiền hút đi nhá. 5.8 anh em ơi, rất là ngon nuột anh em nhá. Thì bằng cái phương pháp là tính điểm phiên ấy thì mình không khẳng định với anh em là chính xác chuẩn 100%. Nhưng mà với cái phương pháp này tầm 70 đến 80% là có thật anh em nhá. Mình không nói phét anh em ạ. Nếu anh em tin mình và anh em xem kênh của mình lâu rồi thì anh em sẽ biết được những cái thủ thuật của mình chia sẻ. Hầu như là mình áp dụng theo cái thực tế của mình, mình kiếm được thì mình chia sẻ với anh em thôi. Còn những cái phương pháp nào mà nó không ổn đấy thì anh em có thể comment thì mình sẽ cố gắng mình phít lối cho anh em để giúp anh em có thể kiếm được lãi và anh em về bờ nhanh chóng như vậy. Rất nhiều anh em thua tha và rất nhiều anh em người mới thì vừa xem kênh của mình thì mình thấy là anh em phản hồi rất rất là cao như vậy.
có nhiều anh em thì bảo là ông này chia sẻ thực tế luôn đấy. Cảm ơn anh, thì em đã kiếm được khá là nhiều tiền với cái phương pháp của anh, thì thật sự là mình cảm thấy rất chi là vui nhá. Ok, ván này mình sẽ chơi theo tiếp cái bên xỉu. Ủa mày qua nhà mày vẫn vào được nhỉ, tưởng là xịt rồi anh em ơi, tưởng là xịt rồi, hóa ra vẫn vào được nhỉ. Ok nhá, tưởng là xịt rồi, còn 2 giây cuối cùng nhỉ, còn 2 giây cuối cùng may mà vẫn vào được tiền anh em ơi. Ngon lành em nhá, lên được cả 11M, em 11M rồi, kiếm lãi được 3M8 nhá, 3M8 rồi anh em ạ. Tiếp theo này, vẫn thường thường thì mình thấy là nếu mà cái phương pháp tính điểm phiên ấy, tầm khoảng 3 cầu thôi, tầm khoảng 3 cầu, ví dụ nó di chuyển theo cái cầu thuận như vừa rồi ấy, tầm 3 cầu thôi, là cái cầu thứ tư ấy, là nó sẽ bẻ sang cái cầu nghịch rồi anh em ạ. Thì cái ván tiếp theo là chắc chắn là mình sẽ chơi ngược lại theo cái cầu nghịch em nhá. Ok, rồi mình sẽ chơi nhanh. Đây cái con 9 là 9 cộng với 5, tức là nó ra 14 nhá, 14 trừ 12 thì nó còn 2, thì ván này theo cầu nghịch thì ván này mình sẽ vào bên tài anh em ạ. Thì không phải lúc nào anh em cũng chơi theo kiểu cầu thuận nhá. Thì nếu mà nó di chuyển sang các cầu thuận nó nhiều rồi thì anh em cần phải bẻ sang cái cầu nghịch cho mình anh em ạ. Chứ anh em cứ giữ vững theo cái cầu nghịch ấy, theo cái cầu thuận ấy thì nó sẽ hơi khó anh em nhá. Thì anh em cần phải thay đổi liên tục cho mình, tầm khoảng 3 ván anh em chơi theo cầu thuận thì tầm 3 ván anh em sẽ chơi theo cầu nghịch cho mình anh em nhá. Ván này vẫn ra theo cái cầu thuận anh em ạ, vẫn ra được theo cầu thuận luôn anh em ạ. Rồi, 4 ván liên tục theo cái cầu thuận anh em ạ. Thì cái ván thứ 5 nhá. Cái ván thứ 4 không ra thì cái ván thứ 5 nó sẽ ra anh em ạ. Ok, 7 này, 7 cộng với 6 tức là nó ra 13, 13 trừ 12 thì nó còn 1 nhá. Thì cái cầu nghịch thì nó vẫn là xỉu ván anh em ạ. Rồi. Xỉu ván này thì còn 9M nhá, 9M thì mình sẽ vào là 4M anh em ạ, còn để lại 5M nhá. Ok. Rồi, xem kết quả nó như nào anh em ạ. Ok anh em nhá. Đợi kết quả rồi anh em ạ. Nói chung là game anh em thì nó phải thay đổi nhá, chứ nó không thể nào mà giữ vững được theo một cái cầu nhất định anh em ạ. Chắc chắn là nó sẽ phải thay đổi anh em ạ. Và nó thay đổi liên tục là cái đằng khác anh em nhá. Ok. Rồi. Ván này hút là mình có thể lên được hơn 10 mấy M đi anh em ạ. Rồi, xem kết quả ván này nhá. Chắc chắn rồi anh em ơi, chắc chắn rồi nhá. Nó vẫn di chuyển theo cầu nghịch anh em. Ván thứ 5 là nó di chuyển sang cái cầu nghịch anh em ạ. Nếu mà mình vẫn chơi theo cầu thuận ấy thì mình sẽ chơi bên tài, nhưng mà nó không phải là cái theo cầu thuận em nhá. Ok.